Xin cho tôi hỏi, có linh hồn nào ở đây không? Hãy hiện hữu cho tôi thấy bằng cách hãy đến đây và hưởng món quà tôi đã cúng cho linh hồn. Vậy là đã có linh hồn ở đây rồi mọi người ạ. Hey, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Và cũng như đã hứa với tất cả mọi người và đã hứa với lại linh hồn ở ngôi chùa quan này, thì hôm nay mình sẽ livestream cầu cơ và cũng như hỏi xem là những linh hồn đó đã tìm được những thông tin mà mình đã nhờ vả những linh hồn đó hay không. Thì bây giờ là chỉ còn 5 phút nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đi ra ngoài bài vị trước của mình để thực hiện cầu cơ nha mọi người nha. Ok. Ok cho mọi người. Tiếng Anh thôi. Sao mà cái máy nó hay bị giật quá ta, mình đụng chạm nhẹ cũng dây là nó bị mất tín hiệu vậy mọi người. Đây là những đồ mà mình đã chuẩn bị rồi nè mọi người nè. Gì đây? Này lúc nãy mình có thắp một cây hương. Ok, và đây là sữa và cũng như những vật dụng cần thiết để mình làm nghi thức này. Thì cũng như lúc nãy mình cũng đã nói á, bây giờ mình sẽ cúng sữa cho con linh hồn đó. Và bắt đầu ngày mai đúng giờ ngọ mình sẽ cúng heo quay cho linh hồn đó nha mọi người nha. Ok, bây giờ mình sẽ đặt máy cho mọi người xem sữa trước nha. Đây là 6 hộp sữa hồi chiều mình có đi mua mọi người. Đó, đây chính là 6 hộp sữa mà mình đã mua để có thể cúng cho con của linh hồn đó mọi người ạ. Đó, 6 hộp là một lốc đó mọi người. Và ở phía bên đây là mình có gắn camera hồng ngoại mọi người. Đó, thì sẽ quay lại được những cái lúc mà mình thực hiện nghi thức ở đây. Và có cái điều gì, có những cái hiện tượng gì xảy ra hay không thì camera hồng ngoại đó sẽ bắt được mọi người ạ. Ok, thì bây giờ mình sẽ đặt ở đây và bắt đầu tiến hành vào nghi thức nha mọi người. Trước khi bắt đầu vào nghi thức thì mình sẽ cúng sữa cho con của linh hồn đó. Sẵn là mình sẽ gọi hồn linh hồn đó để mà mình có thể giao tiếp được nha mọi người nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở camera hồng ngoại lên luôn nha mọi người ha. Đây, thì mình sẽ sắp sữa đây. Và có lẽ là mình sẽ đăng 2 hộp sữa luôn mọi người ạ. Sẽ để 2 hộp sữa ở đây á và mình bắt đầu gọi là thực hiện cách mà gọi hồn về nha mọi người nha. Mình coi là máy có tín hiệu có đầy đủ chưa mọi người. Ok mọi người, thì tín hiệu mọi người xem còn tốt đúng không?
Rồi, và bây giờ mình sẽ ngồi ở đây để mà mình làm phép luôn nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ thắp hương lên mọi người. Mọi người ở camera ngoài mọi người xem, chắc có lẽ là mình đang camera ngoài lên sau thì mọi người sẽ thấy rõ cái lúc mà làm nghi thức hơn, tại vì cái khung hình nó bị hạn chế á mọi người. Trong lúc livestream thì mình chỉ mở được có một bên màn hình cho mọi người xem thôi, nó không có đề thể nào mà thêm được camera mọi người, vì nó chỉ có một cái hớp gắn thôi. Ok, bây giờ xin phép mọi người mình sẽ đọc câu về và làm phép nhé. Xin cho tôi hỏi, có linh hồn nào ở đây không? Hãy hiện hữu cho tôi thấy bằng cách hãy đến đây và hưởng món quà tôi đã cúng cho linh hồn. Vậy là đã có linh hồn ở đây rồi mọi người ạ. Vậy bây giờ mình sẽ đặt con cờ lên. Mình sẽ đặt con cờ lên và hỏi linh hồn đó luôn nha mọi người nha. Và mọi người nhập kỹ lại con cờ giùm mình ha. Xin cho tôi hỏi, linh hồn nam lần trước tôi đã hẹn 3 ngày sau sẽ gặp có ở đây hay không? Linh hồn đã làm theo những gì tôi nói với linh hồn chưa? Vậy linh hồn cho tôi hỏi, nhà của người thầy đó ở đâu? Đúng như mà mình đang dịch có nghĩa là hướng nam mọi người. Như vậy thì nó hơi mờ mịt quá. Thật sự là hướng nam thì nếu đi về hướng đó có rất là nhiều những cái khu nhà thì mình không biết chính xác nhà nào mọi người.
linh hồn đã đi được vào nhà của người thầy đó hay không? Mình đang dịch nhẩm những cái từ mà linh hồn nó cho biết, đúng như mình đang dịch cho mọi người, là đông quá vào không được. Bởi vậy phải công nhận một điều đó, là nhà của một người đã gọi là thầy, mọi người, người ta sẽ nuôi thiên linh để giữ nhà, không có hồn ma nào vào được. Bây giờ mình sẽ hỏi xem có đúng như vậy không nha. Có phải là nhà người thầy đó nuôi rất là nhiều thiên linh và âm binh khiến cho linh hồn vào không được hay không? Đúng như là mình đang dự đoán mọi người ạ. Vào giờ ngọ 12 giờ trưa, tôi sẽ cúng cho linh hồn heo như đã hứa với linh hồn. Thì 12 giờ trưa mai, linh hồn hãy đi đến đây và hưởng lấy con heo tôi đã nói với linh hồn nhé. Sữa tôi đã cúng ở trên thì con của linh hồn đã nhận được chưa? Bây giờ mình sẽ hỏi một câu như thế này mọi người, mà mình đã suy nghĩ rất là nhiều. Không lẽ gia đình của linh hồn định lang thang đói khát như thế này hoài hay sao? Linh hồn có muốn tôi siêu thoát dùng cho gia đình của linh hồn không? Những cái ký tự nó không có rõ ràng mọi người, nhưng mình chạm vào con cơ được hôm nay. Khoan nè, theo như mà mình đoán nha, linh hồn này nói là có phải linh hồn nói linh hồn còn điều phải làm chưa đi siêu thoát được đúng không? Chính xác mọi người ạ. Vậy bây giờ hẹn gặp linh hồn vào 12 giờ trưa mai, tôi sẽ cúng heo cho linh hồn nha.
trong mắt luôn mọi người. Mình không còn thấy tín hiệu gì của linh hồn nữa mọi người ạ. Vậy bây giờ hẹn gặp linh hồn vào 12 giờ trưa mai để tôi cúng heo cho linh hồn nhé. Tôi xin thành. Mình vừa mới nghe tiếng gì một cái đùng vậy mọi người à. Mình vừa mới nghe tiếng gì cái đùng luôn. Và công cơ đã gọi là làm đúng theo cái việc mà của linh hồn đó muốn giao tiếp với mình rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ cất công cơ đi nha. Mọi người nhìn lại một lần nữa. Mọi người thấy sữa ở trên không? Thật sự ớn thiệt luôn mọi người. Nhang nè, mọi người thấy không? Nếu như mà có hồn ma mọi người coi nhang nè. Mọi người thấy nhang không? Này để mình lấy nét rõ lên mình nhấp. Mọi người thấy nhang nhìn ớn không? Con sữa nè. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ đi vào trong đó live stream với mọi người tiếp nha. Ok. Lúc nãy giờ mình không biết là camera ngoài đã quay lại được những gì vậy mọi người.